hai anh em, thì cái túi mẫu túi gainer của mình lúc trước giờ mình đã bán cho anh em cái mẫu có nắp như thế này, này anh em. thì đây là một cái mẫu bán khá chạy bên shop mình ha. thì một cái mẫu túi nắp trên giúp cho anh em để rất là nhiều cái công cụ và nó có luôn cái đế nhựa cho anh em ha. thì hôm nay mình sẽ lên một cái mẫu mới của hàng gainer này cho anh em. thì đây là một cái mẫu túi bình thường anh em nó sẽ là một cái mẫu túi mà mình kéo cái sân tia giữa như thế này thì nó sẽ để ít cái công cụ hơn dành cho những anh em nào mà cái con số lượng công cụ mình đem cũng không quá nhiều ha anh em chỉ cần một cái túi vải có cái đế nhựa gì đó để chống nước cho anh em làm trong cái môi trường ẩm ướt là được thì đây là một cái mẫu túi nơ đây là cái kích thước là cái này á, anh em à, cái này là 18 cái này là 20 inch ha còn cái bên đây mình sẽ có một cái mẫu nhỏ hơn á, là 18 bên cho anh em thì à, hai cái mẫu này á nó sẽ có cái đế nhựa cho anh em có dây đeo chéo cho anh em luôn đây anh em anh em có thể đeo như thế này thì cái này mình có thể chỉnh cái dây cho nó dài xuống cho nó vừa cái tay cầm của mình ha anh em đây là một cái mẫu túi cơ bản thôi anh em ở bên trong nó vẫn có một số cái ngăn nhỏ để anh em có thể bắt đồ đây bắt một số lượng kìm vít gì đó thì cái này ưu tiên cho anh em là để những cái máy máy khoan máy cắt gì của mình nó thì để đều được hết ha anh em thì uh, hai cái mẫu này mình sẽ để giá nó ở trong giỏ hàng kèm với cái mẫu có nắp của mình đó thì anh em có thể tham khảo hai cái mẫu này ha nếu công cụ mình nhiều mình có thể để cái bộ đai á, thì anh em có thể chọn cái mẫu có nắp còn nếu mà anh em chỉ để cái công cụ và một số máy cơ bản của mình á, thì anh em có thể chọn cái mẫu kéo sang tia giữa này của mình ha rồi cảm ơn anh em